Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Lời phát biểu trước khi rời Belgrade năm 4. Tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 11, trang thứ 39. Toàn văn của tác phẩm như sau. Đồng chí Chủ tịch thân mến, các đồng chí và các bạn thân mến, trước khi rời đất nước tươi đẹp với những tình cảm thân mến, tôi xin cảm ơn sự đón tiếp thân ái của đồng chí Chủ tịch Tito đã dành cho chúng tôi. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng và chính phủ đã chăm sóc chu đáo chúng tôi trong thời gian ở thăm. Xin cảm ơn nhân dân Nam Tư anh hùng mà chúng tôi đánh giá cao tình hữu nghị với nhân dân Việt Nam. Đến đâu, chúng tôi cũng cảm thấy tình cảm đó trong trái tim của nhân dân Nam Tư đối với nhân dân Việt Nam. Các đồng chí theo dõi với đầy tin tưởng cuộc chiến đấu trường kỳ của chúng tôi nhằm giải phóng, cũng như hiện nay chia sẻ với chúng tôi trong sự nghiệp đấu tranh hòa bình thống nhất Tổ quốc. Chuyển đến các đồng chí lời chào mừng anh em của nhân dân Việt Nam. Tôi có nhiệm vụ khi về nước chuyển đến nhân dân Việt Nam lời chào mừng thân ái nhất của nhân dân Nam Tư anh em. Nói lời chia tay với các đồng chí, tôi chúc các đồng chí đạt nhiều thắng lợi mới trong cuộc đấu tranh cho hòa bình và chủ nghĩa xã hội. Tin về cuộc đi thăm Việt Nam của đồng chí Chủ tịch Tito làm nhân dân chúng tôi đón nhận hết sức vui mừng. Và chúng tôi đợi ngài được siết tay đồng chí lại trên thủ đô đất nước chúng tôi. Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước muôn năm, nước Cộng hòa Liên bang Nhân dân Nam Tư muôn năm. Cảm ơn và chào tạm biệt. Thưa các bạn, tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày 9 tháng 8 năm 1957. Tài liệu lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.